này à, khá là to nhá, không ma rách lắm. Nếu mà lúc ma rách chị, con này á. Béo béo. À, lúc nãy là nếu mà mình bắt con kia thì mình vừa bị thiệt về số thịt và vừa bị thiệt về cái gì nhỉ? Thuốc dạ dày. Đấy. Con đấy là con này cà rốt đấy. Con đấy ơi vị dày da nó ngon đấy. Nhưng mà hàng chiến vì em hàng chiến đấu đấy. Ai cho? Ui sụp. Đỉnh cao chưa? Con đấy. Ổn không? Ổn nam không? Ổn ạ. Nào bây giờ hứng cái bát vào đây để tao đủ. Đấy. Nấm cho nó đều cho vào cả bụng nó nữa. Rót vào cả chân nó nữa rồi anh ơi. Thì nó ăn cặp chân đấy chứ. Cặp chân sẽ mình sẽ chốc nó xuống. Quan trọng nhất là cái gì mọi người biết không? Đây này. Quan trọng nhất là tắm ớt. Tắm đấy. Màn này màn tắm ớt đây này. Đã xông khói, đã gì nhỉ? Đã gác bếp ấy là phải thật cay. Xà. Anh để em. Thấy chưa? Ôi, một tí nữa mà đi đáy. Ui, cái này xong nghỉa ra đít. Tỏ tay rồi lấy tí nữa mà. Đấy. Anh ớt cay rồi lắm. Kinh chưa? Thì nãy em phải gõ gõ bỏ ớt đi. Lấy cho anh một cái dây thép bây giờ nhá. Sẽ cho than xuống dưới khu này, đào một cái lỗ xuống dưới này. À, xong mình sẽ treo con gà vào đây úp mà cho làm sao cho nó khói như thế kia kìa. Khói cứ tầm đấy đổ lên. Là giờ, từ giờ đến chiều là anh em mình sẽ chén. Chén em nó. Sau khi tạo xong cái lò nhá, làm sao duy trì được cái khói nó sẽ như thế này để sấy khô con gà này nhá mọi người nhá. Không biết là sẽ ăn ngon hơn cái gà của Tây Bắc không nhá mọi người nhá. Mình cũng hy vọng là nó sẽ cao quá mình không nhìn thấy. Đó. Đây. Cho mọi người xem đã, mày lấy dao chuẩn bị kia đi. Ok. Đây, thấy chưa? Đấy, khói nó bao giờ nó cũng phải giữ ở cái mức độ khói như thế này nhá. Để cho con gà nó hoàn hảo nhất, có thể khô hoàn hảo nhất. Cái độ nóng nó chỉ vừa vừa thôi. Đây dùng kéo đâu anh ơi. Đấy. Bây giờ anh em mình phải dùng lá chuối để phủ lên rồi nhỉ. Phủ lên để nó che ở bên trên á, che khói á. Nó tạo khói nhiều. Với cả giữ nhiều. Nó mới sấy khô được. À, làm cái món này ấy, thì quan trọng nhất mọi người biết là gì không? Là cái thời gian em bây giờ là thời gian rất là tốn cái thời gian. Thế nên là anh em mình chỉ vứt đây thôi, bây giờ bắt đầu rồi. Bây giờ là đi chơi. Đấy. Giờ là đi chơi. Giờ là đi chơi thôi. Và trong than cứ khoảng tầm 1 đến 2 tiếng anh em mình sẽ bồi thêm một chút củi khô vào đây. Nó sẽ làm sao cho khói nó kinh điển nhất. Đấy. Ok. Chuẩn luôn. Ok. Ok. Được khoảng hơn 1 tiếng rồi nha mọi người nha. Bây giờ sẽ cho ra xem thế nào và rắc thêm ít hạt dổi cho nó thơm. Ui. Wow. Nghe có vẻ không. Anh nhấc lên em xem phần. Được khoảng tầm hơn 1 tiếng thôi. Nó đang bắt đầu đóng cô lại anh nhỉ. Đóng cô, ôi bây giờ thì rắc hạt dổi thế nào được? Thế thì lúc nào gần chín thì rắc. À không, tí nữa chấm hạt dổi. Đúng rồi. Không ăn thua đâu. Ui thơm đấy. Thế mày cho ít vào bụng nó đi. Cho vào là nó thơm ở bên trong nhỉ. Thơm lắm ấy. Rồi ok. Tao nốt đi, trong một tí nữa dạng. Rồi. Hết giờ. Ok đấy mọi người nhá, cái chân nó thì chín rồi nhưng mà muốn để bắt thì khả năng phải đến tối.
hơi lâu đấy. Kéo tối đây anh ấy mình mới được ăn nè anh ạ. Món này là kỳ công nên kiểu gì cũng cực ngon à. Hơi đỉ đấy. Đây, tập quần lô. Không biết tình hình như thế nào, nhưng mà tối lắm rồi, bây giờ đến bữa tối rồi mọi người ạ. Ta phải xử lý nó thôi. À, từ từ, lên đây. Ta biết ngáy mà. Chắc là giờ này nó đẹp màu lắm rồi đấy mọi người ạ. Khô chưa anh ơi, khô chưa? Úi giời, vẫn chưa rào lắm mọi người ạ. Ui, chắc là phải sấy một đêm nữa. Ngon không? Ngon chưa? Ui, con gà này nhá, nó đang chuyển thành màu thơm này anh nhỉ. Màu đen này. Từ từ, đây. Ui, vỏ ớt đã, xem nào. Ua. Ui xa. Vàng khe mọi người ạ. Vàng óng luôn, nhìn ngon chưa mọi người? Tuyệt vời. Dạ, vàng có gà ạ. Có ăn gà không? Chuẩn đi vào thưởng thức ẩm thực Cà Mau. Gà trọi gác bếp. Nhưng mà chưa được khô lắm. Úi dạ. Hả? Wow. Ba. Ba. Ui ngon đấy. Vâng. Bây giờ là cái bột đó để nó ngọt hết con người nó rồi. Anh em mình chỉ... Không. Anh nghĩ là không cay đâu. Không cay á? Ừ, tại vì nó là cái khói xông lên thì khả năng là nó sẽ không cay. Nhưng mà nó thơm anh nhỉ. À, đi vào làm nước chấm. Đi. Đây. Tuyệt vời nhá mọi người nhá. Vậy là cái món gà của anh em mình đã gọi là thành công rồi nhá mọi người nhá. Đây, nó khô đét như kiểu là gì nhỉ? Như kiểu là một cái gì đấy mình không tả được. Bây giờ mình sẽ xả nó ra xem đã. Hôm nay nhà mình đi ăn cỗ hết rồi, bố mẹ cũng đi ăn cỗ ở trên kia. Bây giờ là chân biển rồi đấy. Chân khô như gà chết. Đúng rồi. Chân gà trọi nó phải khô đấy nó mới rát. Đấy. Thương Yến ăn gì? Nói năng động. Hả? Đùi á? Yến ăn gì? Đùi. Trời ơi, bây giờ sẽ thử xem là nó mức độ ngon của nó như thế nào nhé mọi người nhá. Anh sống luôn mình cho. Không biết chín không nhưng mà khả năng là chín đấy. Giật quá rồi nhỉ. Khô nhá. Khô nước này nhá. Nó rút hết mỡ rồi anh nhỉ. Thơm theo kiểu mùi khói. Dài chắc dài mỡ lắm ấy. Một cái. Ngon không? Đặc công luôn. Cảm giác khác hoàn toàn với gà kia nhá. Gà luộc gà đấy. Đáng nghe ra sông khói được khô hơn một tí nữa thì đẹp. Nhưng mà khô thế này thôi. Nào. Ăn đùi nào. Đấy. Chán luôn, chán luôn. Đấy, cầm một gắn. Ngon không ngon không? Đây, mời tất cả các bạn đi. Đấy, cầm một gắn. Mời tất cả các bạn đi. Cầm lấy. Cầm lấy. Rời miệng thì còn ngại. Bên trên này không mời tất cả các bạn đi. Mời tất cả mọi người nha. Rồi, tôi chụp cắt cho cái miếng nhỏ nhé. Tháo khớp cho nó không, tháo khớp cho nó. Cho nó cầm cái đuôi. À, tháo khớp á. Vâng, nhìn nó đỏ này. Những cái mà sông khói nó thường hay đỏ đỏ như thế này. Nhưng mà chín hết rồi nhé mọi người nhé, không phải sống đâu. Đó, chỗ đoạn này nó vẫn còn nước này. Ăn rất là ngon đấy. Đấy. Nhà hàng xóm đang có cỗ nên gà quế kêu cũng của tỏi mọi người ạ. À, sắp được đi ăn cỗ rồi nhỉ. Đấy, đấy. Định chưa? Được chưa? Ok chưa? Nào, mọi người ăn cái gì? Anh em mình chiến. Mọi người ăn cái gì? Anh cho em có cay không? Có cay không? Cay không? Nhưng mà anh được không? Chú lấy cho đoạn không cay này. Sợ cái da nó cay, con cua nó đoạn cái cay. Ủa? Không cay hả? Cay nhá, chú lấy cho đoạn không cay nhá. Cay nhưng mà có ăn được không? Không á. Không cay đâu. Đấy, ăn bên trong đấy. Chín hết rồi. Anh ấy thịt kéo nữa. Thịt kéo. Bỏ.
Ngon mà quý, em nhìn ăn cho ngon mà. Đây, chú bỏ ra nha, bỏ ra. Đấy, lột bỏ ra cho nó bắt mình làm cái này. Đã rồi, lột bỏ ra nhá. Lột bỏ ra cho nó. Đây, cho con kiến nữa. Mày tự xử đi. Ui, chú Yến thì hợp gu cay luôn. Cay không? Đấy, Yến chiến tơ. Cay không ấy? Không. Đấy, chiến đi. Gà nướng ở hạng đấy. Hay à? Không phải. Trực chi. Ui giời, quay được, quay được. Cay không? Đưa cho chú. Mời thử ăn một miếng mà xem. Thôi em ăn miếng này, cảm giác nó khô hơn. Mời thử ăn một miếng xem cảm giác thế nào. Thật đấy. Ăn đi anh. Ăn đi. Thế nào? Hình như nó. Nó cây cây ấy. Mọi người ạ, đây này, nhìn nhá. Đây. Nó chín hết nhá. Không. Nhưng mà nó ăn. Đây là nó dốc hết sạch nước rồi. Nhưng mà đây là không khói. Chứ không phải là nướng than đâu. Ăn vì nó khác ấy. Cái này phải muốn ngay nước. Ừ trời ơi. Căn bản là nó thấy, mình thấy nó chín rồi nhưng mà có thể ăn được. Đáng nhẽ ra là phải để nó quát hẳn hết sạch nước, với quát hẳn như kiểu của sông khói kia. Ăn nó kiểu nó có cái ngái nhẹ nhẹ, nó kiểu không sống, nó ngái ngái, nó kiểu gì nhỉ, để mình thử lại một miếng nữa. Thế mà đi cho cháu ăn. Tôi không chấm nữa. Không ăn được mọi người ạ. Chắc là ngoại em lên ăn cố. Tình hình là cái món này thất bại rồi mọi người ạ. Không phải là vì anh em mình chưa làm và gà sông khói hay là làm kia bao giờ, mà là vì anh em mình vội ăn quá. Hôm nay cả nhà đi ăn cỗ hết. À không phải, đi họp cỗ ở trên kia, anh em mình không đi được. Đi chơi về muộn hết cỗ. Đấy. Về ăn thế này đó. Nó ngái ngái kiểu gì. Nó chưa đạt cái độ chín. À chín thì chín rồi nhỉ. Chưa đạt độ quắt. Nó quắt lại như kiểu sông khói ấy. Đang nướng, nếu mà đã nướng lửa thì phải nướng lửa hẳn. Đã khói ấy, là phải để độ tầm một ngày. Hôm nay anh em mình làm mới từ trưa, bây giờ là đến 7 giờ. Độ khoảng tầm 7 tiếng. Chưa được 7 tiếng, 6 tiếng rưỡi. Mà con gà này nó to quá. Thế nên là nếu mà anh em mình banh ra nhé, bây giờ là ngon rồi đấy, nghe nhở. Nhưng mà đây lại anh em mình không cả con. Thôi khả năng là bây giờ anh em mình sẽ đem dán lại. Thật sự nhá, nhìn nó đẹp thế này thôi. Đấy, nó đẹp như thế này. Như một con gà là có thể chén đấy được luôn. Nhưng mà anh em mình nói thật là ăn được thì anh em mình sẽ bảo ăn được. Và chẳng nhẽ lại cháu ở đây mình lại không cho nó ăn. Tại vì nó ngái ngái kiểu gì ấy. Thế mà nó cứ nó vẫn gặp. Nó biết gì. Kiểu gì luôn này. Đây này, cái thịt, cái thớ thịt của nó không phải là chín nhá, mà nó kiểu dây gì dây ấy. À? Dây dây nó gây gây ấy. Kiểu nó ráo nước đi ấy. Ôi, nó quấy nước đi ấy. Đấy. Thôi, clip này anh em mình thất bại rồi, mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye bye cả mọi người nha. Nếu thấy clip của anh em mình hay, à clip này không hay. Ủng hộ anh em mình cái. Và ủng hộ anh em mình với lại được cái mong định nó cũng mất con gà nữa, ủng hộ nó. Con gà mặc dù gà phu thôi, ngày mai nếu mà mai nó thích chơi cho gì cho mình chưa lọt. Chèm mà. Cho mày chọn. Anh chơi khỏe hơn em. Cho mày chọn lựa một trò chơi gọi là mày gọi là thông thuộc nhất, mày cho tôi đi ơi, trò chơi tủ của mày để mày chơi với ta. Anh thì nếu thử, anh đi thử con gà khác rồi chiến lại à? Ok. Ok. Thắng thua thế nào? Thắng thua thế nào?
lắm. Thằng này nó sở trường của nó là gà chọi. Tức là mình sẽ phải đi bắt một con gà chọi nào đấy để về đánh thắng một gà nó. Nhưng mà luật của YouTube là không được quay gà chọi đánh nhau. Thế nên là mình sẽ sắp xếp là sẽ che mờ đi, nhưng mà sẽ con nào chiến thắng là cầm ra là sẽ biết. Đấy. Okay. Là mày một thứ nhất là thua là mất luôn con gà đấy. Chơi một cộng thêm một con gà nữa thua, để thịt. Thua đi phải thịt luôn để trả cho trần luôn. Này, thua nhá, cộng thêm một con gà nữa để tao thịt đấy. Ok. Đấy, tao mà thua nhá, tao mà thua cộng thêm cho mày 5 triệu nữa. Ok. Ok luôn. Đấy. Mọi người chờ đón cái kèo này nhá. Nhớ like, share và comment ở bên dưới để anh em mình làm một cái kèo đỉnh cao này đúng. Mình sẽ lấy gà của mình, đại khái là gà của mình đi, mình sẽ đi tuyển một con gà hay về. Đá với gà màu đấy. Thắng, mình mà thắng mình sẽ được cả con gà thua đấy cộng thêm một con gà đẹp nhất của chủ màu đệ. Đấy, và màu đệ thắng, màu đệ sẽ được một con gà thua của mình và cộng thêm 5 triệu. Ok, quay kiểu gì chào tất cả mọi người nhá. Kèo này là kèo tủ của Bao Đệ, nhưng mà mình